Tề tay tiên chuột chán rượu đào. Nhất tuần này sợ dâm lên bề ngọc để các cô nâng vào là vào. Rước ông mười sợi ô sợi, rước ông mười sợi. Tề tay tiên chuốc chén rượu đào. Nhị tuần là nâng lên bệ ngọc đi các cô nâng vào là mời rước quan hoàng mười sơi. Tay tiên chuốc chén rượu đào. Tuần này chúng dâng lên bề ngọc để các cô nâng vào là vào. Rước ông mười sợi ô sợi, rước ông mười sợi. Miệng châu cầu đầu để kính dâng Đức Hoàng châu tên cánh phượng. Câu non cả ghé đến quán.
cắp một tuôn nhang tưởng như người anh kia. Gương xưa lâm lâm liệt văn võ ai qua, yêu được thương dân quýt bao vệ sơn. Cho dân no ấm, cho nước nhà được bình an. Đừng đó hỏi ông trăng kia bao tuổi trăng già, chữ ghế hoang năm nay bao nhiêu tuổi, đẹp hào sự cung cao đền điện đêm ngày khỏi nhang. Mong lời ca tiếng tơ
giàu xa, dẫu xa xôi lòng cùng thêm gần. Vua cha quan hoàng xuống qua cõi trần.
Từ khi về đây thì
say. Quan hoàng mười nghe tiếng vỗ tay, hoàng cười ngất ngây. Người ta con người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy mới để rồi làm mà chi cuối cùng mà cũng chẳng có tan đi đến cuối cùng mà cũng chẳng có đem đi mà đem đi cũng chẳng để làm mà gì cho ai. Cho nên đã có lộc lại có tài, đúng đó. Cho nên đã có lộc lại có tài, nhưng phải có phúc để mà sống thọ hưởng lộc rơi hoàng bát cho. Một tướng tướng cả tấm lòng, hai thương hoàng độ cho đồng vinh hoa. Ô tang ô tang tần tang tần ni tang ô tần ô tang tần. Đặng hạ xa bốn thương hoàng độ vinh hoa đời đời. Ô tang tần tần ni tang ô tần ô tang tần. Ô tang tần nề tang ô tần ô tang tần nề tang. Bảy tướng trí tuệ thông minh, tám thương hoàng độ khang ninh cửa. Ô tang ô tang tần tang tần nề tang ô tần ô tang tần nề tang. Gió lay cành trục lá đa chín thương hoàng độ nhà nhà hân hoan. Ô tang tần tang tần tang ô tần ô tang tần nề tang. Quan hoan mười trần thu nghệ quan hoàng mười chân thủ nghệ an mười thương hoàng độ cho đồng giàu sang sang
dầu đổ cho đông dầu sáng sáng dầu. Đi cứu nhân đi độ đời, đi cứu nhân đi độ đời. Xa xôi, xa xôi nhích lại cùng đến gần. Xa xôi nhích lại cùng đến gần. Một ngày đã là tôi bốn phủ thì cũng như con trong một nhà, như con trong một nhà. Xe đi vàng thượng thiên rẽ mây vàng, cưỡi con xích kiểu ông mười về chân thủ Nghệ An.